Chào các bạn nha. Trong clip hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cây đàn ukulele. Đây là cây đàn mà mô phỏng theo guitar nha các bạn. Thì giá của cây đàn này là 179.000. Tại shop mình hiện đang có bán. Bạn nào muốn mua cho bé để làm quà thì liên hệ với mình ha. Hoặc là để thông tin comment dưới video này, mình sẽ phản hồi lại các bạn. Thì bạn nào ở quận Tân Bình thì mình sẽ giao hàng trong vòng bán kính 3 km là miễn phí cho các bạn. Rồi kế tiếp, cái đàn này đựng trong cái hộp như vậy ha, rất là nhẹ cho bé. Thì cái đàn nó có kích thước là bề rộng là 15 cm, bề dài là 45 cm. Rồi không có liên thai liên thiên giống như NTN nữa. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem sản phẩm để xem chất lượng của cây đàn như thế nào, rồi có quyết định mua hay là không. Rồi, cây đàn thì đựng trong cái bọc xốp như thế này, bọc xốp hơi. Thì kích thước đàn nãy mình đã nói rồi đó. Cây đàn này bằng nhựa nha các bạn. Cây đàn này bằng nhựa. Để mình gỡ cái bọc xốp này ra. Bọc xốp này thì nó giúp cho cây đàn này nó không có bị bể. Nó cho cây đàn này êm hơn. Mình bỏ cái hộp này qua một bên luôn. Rồi, cây đàn rất là đẹp. Cây đàn này nó có màu nâu giả gỗ. Cây đàn này là màu nâu giả gỗ nha các bạn. Cái này bằng nhựa. Cái này là bằng nhựa. Bằng nhựa nhưng mà bằng gỗ nha. Bằng gỗ thì cây đàn này nó rất là mắc. Đây là cái vẫy để vẫy đàn. Bây giờ mình sẽ thử vẫy cho các bạn xem, nghe xem âm thanh của nó như thế nào. Cái đàn này nó có 4 dây. Nó có 4 dây thì các bạn có thể chỉnh, canh chỉnh của nó có thể siết dây. Các bạn có thể siết dây cũng được nha. Hoặc là các bạn có thể nới dây ra cũng được. Nó có cái nút vặn ở đây nè. 1, 2, 3, 4. Các bạn hoặc là các bé cũng có thể vặn được. Nó bị vướng như đây rồi. Rồi bây giờ mình sẽ test thử âm thanh. Thì các bạn siết lại cũng được. Các bạn nghe thấy âm thanh muốn dây đàn nó căng ra thì các bạn siết lại cũng được. Dây này bằng nhựa nhưng mà cũng rất là cứng. Nghe cũng khá hay ha các bạn ha. Cái đàn này thì đẹp, khá là nhỏ, nó nhẹ nữa các bạn, nhẹ lắm. Nó vừa tay với lại các bé mà tầm 1, 2, 3 tuổi thì cũng có thể chơi được. Mà 1 tuổi thì chắc nhỏ quá. Cái đàn này thì trẻ dùng cho trẻ em, người lớn, nam, nữ đều được. Mà người lớn thì chắc là đàn to hơn một tí rồi. Để mà học đàn ukulele thì hiện nay các bạn có thể lên mạng. Lên mạng thì sẽ có rất là nhiều thông tin để các bạn học. Thì mình ở đây mình chọn là YouTube nè, YouTube. Mình sẽ vào trang YouTube, sau đó mình sẽ tìm kiếm học ukulele. Học ukulele hoặc là học đàn guitar cũng được. Rồi nó sẽ có rất là nhiều cái lựa chọn tìm kiếm. Mình sẽ chọn cái nào cũng được, học ukulele. Đây thì nó sẽ ra là
rất là nhiều bài hướng dẫn học ukulele từ cơ bản cho đến nâng cao. Các bạn có thể tìm hiểu. Rồi, đây là YouTube ha. Còn nếu mà các bạn muốn học thì mình sẽ có thêm cái ứng dụng là cửa hàng Play. Vô cái cửa hàng Play này các bạn đánh với cái từ khóa là ukulele. Đúng rồi. Nó cũng sẽ có rất nhiều ứng dụng để mà mình học ukulele miễn phí. Đây, ứng dụng đầu tiên tới 1 triệu người đăng ký. Thì ứng dụng này sẽ học ở trong điện thoại song song với lại đàn ở ngoài đó. Mình sẽ đi vào một cái ứng dụng khác. Rồi, muốn điều chỉnh dây thì có bộ chỉnh dây sẽ chỉ cho mình cách chỉnh, thì có tới 1 triệu người dùng lận. Ngoài ra thì có ukulele tuner, đây nó chỉ cho mình tất cả các nốt. Các bạn sẽ có thêm sự lựa chọn đó. Nhiều lắm. Rồi, tùy các bạn chọn ha, mỗi người có một cái cách học riêng cho mình, còn không thì mình sẽ đi đến trung tâm hoặc là học qua bạn bè. Rồi, thời đại công nghệ thì nên có thể học đàn bất cứ ở đâu, rất là tiện lợi. Bây giờ mình xin phép kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì subscribe đăng ký kênh giúp mình nhé. Còn nếu mà các bạn muốn mua cái đàn này thì liên hệ với mình ha. Cảm ơn các bạn đã xem video.